Rồi, hình ảnh cho bạn anh em thì đây là cặp tàu cũng mới lấy nước đá xong nha. Tần cá xong rồi, mới lấy đá xong để chuẩn bị vô ăn Tết nha anh em. Đang bị tình trạng nhưng mà kẹt, kẹt cứng luôn ha. Nước thì nó rộng, nó không có lớn cho lắm. Đó, tình trạng bây giờ nó kẹt cứng rồi. Bên đây có một chiếc nữa nè. Giờ dời ra như thế nào nha, để coi. Mấy chiếc này bề ngang nó khoảng 6 mét đổ lại thôi nha. Tình trạng hiện giờ thì nó kẹt cứng nha anh em. Chỗ này đi cân cá chợ nè. Giờ muốn ra thì phải chờ đợi nha. Chiếc tàu cái nữa. Chiếc tàu cái cũng đang dây ra đó các bạn. TKR 93141 TS. Chiếc Su Đông 6 này chạy máy R4 nha. Hơi đắt rối chút xíu, hơi đắt rối chút xíu. Để coi mấy anh này làm gì đây. Ở phía sau đây thì cũng có một chiếc tàu cái đang vô ha. Tàu cái hay tàu đực đây? À, chắc là tàu đực nha các bạn. Tàu đực, nó hơi nhỏ. Phía sau này tàu đực nha. Tết này cái kinh này nó rắc rối đó. Đó. Cô đồng sáu anh thì cắn lên không có lăn nữa đó. Để coi chạy như thế nào nha. Nguy hiểm quá. Anh này tài công mình chiếc 41 này nè. Anh áo đỏ này nè, tài công cái á. Gắt rối quá. Thank you.
con tàu cái nha, bên khu đồng 6. Rồi bây giờ đang lên lô nha các bạn. Đang lên lô gịch em nó. Wow. Máy chắc chưa nổ được ha. Máy chưa nổ được. Lên lô gịch em nó qua. Họ đang qua từ từ nha. Chiếc này khoảng 5m8, dùng 6m đổ lại đi, 6m đổ lại cho chắc ăn. Cân độ ở ngoài biển chưa vô nữa. Rồi hẹn gặp các bạn tiếp sau nha.
lại nha, cho một like trời.